xong. Đây. À. Dạ, phía trước có một thuyền đang đi te. Ok. Thuyền đó đang đi về chứ không phải là đi đánh bắt. À, nước nó lăn tới người và nó dơ quá trời. Ai, tụi con lên đường đây. Có ai ủng hộ cho một like không nhỉ? Hôm nay à, đi làm nhiệm vụ cho các vị Bồ Tát con ơi. Ui.